Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay thì Tâm sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất 5x20 full thổ cư tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Từ vị trí lô đất nha quý anh chị, thì cái chấm đỏ là từ vị trí lô đất nè. Thì Tâm sẽ view cho quý anh chị một số tiện ích xung quanh lô đất tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai này. Từ vị trí lô đất này các bạn mà qua đây nè là khu công nghiệp Bầu Xéo nha quý anh chị nè. Bên đây là khu công nghiệp Bầu Xéo nè, cách đây chỉ khoảng tầm 1.5 đến 2 km thôi. Từ vị trí lô đất mà qua khu công nghiệp Bầu Xéo nè chỉ tầm 2 đến 1 km thôi, 2 km đến 1.5 km đổ lại nha. Chỗ này là khu công nghiệp Bầu Xéo nè, công ty Salim nè, quý anh chị thấy không, công ty Salim, công ty Wusum nè, công ty Wusum nè. Bên đây là công ty Bầu Xâm Việt Nam nè, công ty Bầu Xâm nè, khu công nghiệp Bầu Xéo nè. Thì từ vị trí lô đất mà qua bên khu công nghiệp Bầu Xéo chỉ tầm 1.5 đến 2 km thôi. Thì mà mình đi ra quốc lộ 1A nè quý anh chị. Từ đây mà ra quốc lộ 1A chỉ tầm 2 km là tới quốc lộ 1A rồi. Nhà thờ Lộc Hòa nè, nhà thờ Lộc Hòa. Đường Tây Hòa 05 nè, quý anh chị đi đường Tây Hòa 05 vào lô đất Tây Hòa 05 nè. Đó, vị trí lô đất ở đây. 5x20. Đi lên đường Tây Hòa 05 thì các bạn đi tới chùa Giác Huệ nha các bạn. Chùa Giác Huệ ở trên đây cũng tầm khoảng 2 đến 3 km là tới chùa Giác Huệ rồi. Trường mình đi ra trường nè, trường Trung học Phổ thông Huỳnh, Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng thì nó tầm 1,5 km thôi, 1,5 đến 2 km thôi nha quý anh chị. Xung quanh đây thì có tiện ích trường học, khu công nghiệp, hồ bơi Bình Minh nè, này dịch vụ nè, hồ bơi Bình Minh. Thì vị trí lô đất ở đây đó có một lô đất là 5x20, hiện đang chào bán với giá là 850 triệu thôi nha quý anh chị. Quý anh chị nào có nhu cầu mua lô đất này có thể comment lên video hoặc là điện thoại cho Tâm để được nhận thêm thông tin về lô đất này. Tâm thân chào và chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.